sau khi kết thúc vòng chạy thứ nhất. Ngày hôm nay thì Cao Bằng Hồng sẽ gửi tới toàn thể quý vị những hình ảnh sôi động nhất, sắc nét nhất của giải Việt Dã tỉnh Cao Bằng năm 2021. Và với rất nhiều nội dung, các đội viên đang phân phối sức một cách hợp lý. Ở vòng đầu tiên thì có lẽ không ai dại dột mà bung hết sức của mình. Chúng ta phải giữ gìn sức khỏe để bứt tốc vào những vòng cuối cùng. Đây là các vận động viên đang dẫn đầu chuẩn bị kết thúc vòng thứ nhất, một nửa chặng đường. Tôi sẽ đi sát vào một chút. Rất hay, hôm nay các anh cảnh sát giao thông cũng tạo điều kiện cho anh em chúng tôi tác nghiệp. Rất hay, đang dẫn đầu đó là vận động viên mặc áo màu xanh, và ngay sau chị đó là vận động viên mặc áo trắng. Chúng tôi vẫn chưa nắm được thông tin vận động viên, nhưng theo vóc dáng chúng ta có thể thấy vận động viên đang dẫn đầu là đến từ một huyện nào đó của tỉnh Cao Bằng. Rất khỏe, bước chạy phải nói rằng rất thanh thoát. Đây là những vận động viên của top đầu. Ngay sau khi kết thúc vòng đầu tiên thì các vận động viên đã có sự bứt top ở những top đầu tiên. Sáu vận động viên đầu tiên đang tách top ở top đầu tiên. Hai vận động viên mặc áo trắng có lẽ là mua cùng shop rồi, áo rất đẹp luôn. Bạn này chạy lại còn cầm cả điện thoại nữa, rất là khó khăn khi với những bước chạy của mình. Vẫn dẫn đầu đó là hai vận động viên mặc áo xanh, có lẽ là cùng đơn vị rồi. Sau khi kết thúc chặng đường này, chúng tôi sẽ gặp các vận động viên để phỏng vấn và sẽ biết được thông tin ai là người về đích đầu tiên, về nhì và về thứ ba. Chúng ta sẽ cùng nhau xem hai vận động viên ở top đầu. Đó là vận động viên mang số áo 110 đang ở vị trí số 2. Và vận động viên mang số áo 111. Vâng, như vậy là hai vận động viên này có lẽ là sẽ cùng một đoàn, bởi vì hai số áo của hai chị là sát nhau, 110 và 111. Và hai chiếc áo đồng phục cũng rất giống nhau. Có lẽ là hai đồng chí sẽ đến cùng một đơn vị huyện và đang có những bước chạy phải nói rằng rất thanh thoát và rất ổn. Đây là vận động viên số 1. Các đồng chí cảnh sát giao thông vẫn đang làm việc một cách rất tập trung. Như này anh em mình phải đi đường bên này. Và như vậy đây sẽ đã được một vòng rưỡi rồi. Còn một nửa vòng nữa thôi, cố lên nào. Ở đây có thể đưa điện thoại đây anh em cầm giúp cho. Đây là vận động viên, 4 vận động viên dẫn đầu đang đều mặc những chiếc áo màu xanh. 3 vận động viên dẫn đầu là có lẽ là cùng một đoàn. 3 vận động viên đầu tiên chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là có chiếc áo đồng phục là giống nhau. Đây là vận động viên số áo 109, vâng, 109, 110 và 111, 3 vận động viên đang dẫn đầu. 3 vận động viên đang dẫn đầu và có cơ hội nhất nhì ba cho cả đơn vị của mình luôn. 3 vận động viên dẫn đầu có cơ hội giành 3 giải dành cho đơn vị của mình. Có lẽ phán đoán của chúng tôi là không nhầm khi ba chị đang có những sự cân đối về sức khỏe rất tốt. Và đây là bứt tốc lên nào, bứt tốc về đích nào. Chỉ còn khoảng 300m nữa thôi. 300m cuối cùng dành cho các vận động viên. Bạn đây là đoàn nào đây nhỉ? Vâng, đây là 3 vận động viên quá tuyệt vời của Nguyên Bình. Các vận động viên nam của Nguyên Bình cũng đang cổ vũ cho các vận động viên nữ của mình. Quá hay! Nguyên Bình ngày hôm nay đều chọn cho mình trang phục màu xanh, xanh như bầu trời ngày hôm nay vậy. Và cơ hội nhất nhì ba dành tất cho Nguyên Bình. Vâng, và một pha bứt tốc của số 109. Số 109 đang bứt tốc lên ở vị trí số 2. Vâng, bứt tốc lên rồi, 109 đang vươn lên ở vị trí dẫn đầu. 109 nào, 109 và 111, rất quyết liệt. Một pha bứt tốc thần thánh. Chúng ta sẽ xem ai là người về đích đầu tiên. Pha bứt tốc quá hay của số 109, nhưng số 111 vẫn đang bám theo. Hai vận động viên, ai sẽ là người về đích? Ai sẽ là người về đích? 109 và 111, và chúng ta cùng xem nào. Và quá tuyệt vời, pha bứt tốc quá hay của số 109. Và người về nhì đó là số 111, và số 110 là người về vị trí thứ ba. Vâng, một pha bứt tốc gay cấn như phi bay động vậy. Đây là số 165 ở về vị trí thứ tư.
Như vậy ba giải nhất, nhì, ba đều thuộc về các vận động viên của đoàn Nguyên Bình. Quá tuyệt vời. Đây là vận động viên về vị trí thứ 5 và đây là thứ 6 mang áo số 85. Sau khi kết thúc vòng thứ nhất thì các vận động viên đã tách top là rất rõ ràng. Nhiều vận động viên có lẽ bây giờ mới được nửa vòng thứ hai thôi. Số 110 về vị trí thứ 8. Rất quyết tâm. Các vận động viên đã chinh phục quãng đường 2 km một cách thành công. Vận động viên vẫn cười rất tươi và chứng tỏ chị rất còn khỏe. Top sau có lẽ chúng ta sẽ phải chờ khoảng nửa phút nữa để các vận động viên có thể về đích. Các vận động viên mặc dù đang rất mệt nhưng vẫn cố gắng quyết tâm, không bỏ cuộc để về đích. Chiến đấu vì màu cờ sắc áo của đơn vị mình. Đây là vận động viên số 71 đã về đích thành công. Chúng ta có thể thấy rõ ràng, nhận thấy cái lực lượng trọng tài của ngày hôm nay làm việc phải nói rằng rất chuyên nghiệp và chính xác. Cả ba trọng tài đang như vậy, trọng tài Hoàng Anh còn sử dụng cả công nghệ VAR để xem vận động viên nào là vận động viên đích. Đây là vận động viên số 133 đã về đích thành công. 113, số 77 và số 162 đã về đích, và còn hai vận động viên cuối cùng đang rất cố gắng để tranh vị trí, quyết tâm không về bét. Và như vậy không, đằng sau vẫn còn rất nhiều vận động viên. Cố lên Bích ơi, cố lên. Rất hay, số 72 về đang rất cố gắng để về đích thành công, quá tuyệt vời. Dù rất mệt nhưng các chị đã không bỏ cuộc và cố gắng quyết tâm về đích. Và về đích đây, vận động viên này còn chạy đang rất khỏe đây. Người yêu đang đợi ở đích và chị chạy về với nụ cười rất tươi. Số 128 về đích thành công. Số 70 về đích thành công. Xin chúc mừng các chị. Chúng ta còn khoảng 10 vận động viên nữa, hơn 10 vận động viên nữa. Đây, chúng ta qua đó chúng ta có thể thấy ba vận động viên của Nguyên Bình nó vô đối như thế nào. Về đích cách đây phải đến hơn 1 phút rồi. Các vận động viên đến sau mới về sau. Một giải lượt chạy đầu tiên có thể nói là quá thành công dành cho đoàn Nguyên Bình. Khi cả ba vị trí 109, 110 và 111 của Nguyên Bình đều về đích ở vị trí nhất, nhì, ba. Các vận động viên sẽ về đích và báo số để các trọng tài có thể tính điểm cho các đơn vị. Đây là vận động viên số 02 đã về đích thành công. Còn 3 vận động viên. Hình như theo quan sát của chúng tôi thì idol của phòng thuế vẫn chưa thấy anh ạ. Có lẽ vận động viên thương huyền của chúng ta đang đi bộ. Số 124 đã về đích thành công. Xin chúc mừng chị. Còn chúng ta sẽ lướt qua một chút về những gương mặt tươi vui, những người làm việc công tâm của tổ trọng tài. Rất hay. Và có lẽ là anh em chúng ta sẽ phỏng vấn một chút về ba vận động viên về nhất anh ạ. Bởi vì khó có thể tin được rằng một đơn vị có ba vận động viên mà có thể về đích cùng một lúc, đoạt luôn ba giải nhất, nhì, ba ở cự ly này như vậy. Đây là các vận động viên cuối cùng. Còn 2, 4, 6 và 7, 8 vận động viên nữa. Vận động viên này về đích hơi lâu bởi vì vừa rồi chúng ta có thể thấy là quãng đường các vận động viên chạy qua rất nhiều quán trà chanh. Idol Thương Huyền đây rồi. Bước chạy phải nói rằng rất dễ nhận ra. Y Đài có được cái dáng chạy nó điệu đà và xinh tươi như vậy. Quá tuyệt vời. Rồi, xin chúc mừng các chị. Còn 3 vận động viên nữa. Ôi, nhớ như vậy là đằng xa vẫn còn 2 vận động viên nữa, là 5 vận động viên. Rất nhiều luôn. Rất tuyệt vời. Còn 4 vận động viên. Đây là vận động viên số 74 và phía xa còn 3 vận động viên nữa. Vừa đi vừa nói chuyện chém gió rất tươi vui. Vâng, như vậy đằng xa vẫn còn một tốp trà chanh nữa. Vâng, các đội viên phải chạy qua một quãng đường mà qua rất nhiều quán trà chanh, trà sữa, nên là có lẽ là về đích là hơi chậm. Đây là 6 vận động viên cuối cùng.
các vận động viên về đích vẫn còn cười rất tươi. Phải nói rằng những hình ảnh phải nói rất đẹp và rất ý nghĩa của giải chạy năm nay. Hai cô gái mặc áo màu xanh đến từ ngân hàng BIDV. Quay có cả chữ giải kia mới được này. Vâng, tuyệt vời, BIDV về đích thành công. Còn 5 vận động viên nữa. Lùi ra sau tí đi. Số 69 và 98 đã về đích. Vâng, hai vận động viên mang cả máy ảnh vừa đi vừa chụp ảnh luôn. Số 03 về đích. Và đây là hai vận động viên cuối cùng. Và có lẽ chúng ta sẽ phỏng vấn một số vận động viên đoạt giải của lượt chạy 2 km đầu tiên. Chúng tôi sẽ đi tìm 3 vận động viên đoạt giải của Nguyên Bình. Đó là vận động viên số 109, 110 và 111 với màu áo xanh. Màu áo xanh của Nguyên Bình. Đâu rồi? Đoàn Nguyên Bình ra giải năm nay với lực lượng phải nói rằng rất hùng hậu. Khi mà như chúng ta thì thấy lượt chạy vừa rồi 3 vận động viên của Nguyên Bình chấp các vận động viên khác nguyên một vòng luôn. Về đích ngồi uống chè chán chê, các vận động viên khác vẫn chưa về. Có lẽ là đoàn Nguyên Bình. Đây là các vận động viên nam các bạn nhé. Các vận động viên nam sẽ lượt đầu tiên sẽ chạy theo tìm hiểu chúng tôi đó là 3 km. 3 km lên dốc các bạn nhé. 3 km có dốc. Có dốc nó khác bọt hơn hẳn so với chạy đường bằng, bởi vì sẽ mệt hơn rất nhiều. Và vận động viên Nguyên Bình, chúng ta sẽ chuẩn bị, chúng ta sẽ chuẩn bị cho nội dung dành cho các vận động viên nam, hứa hẹn sẽ căng thẳng hơn nhiều. Vâng, chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ ít phút để anh em chúng tôi chỉnh chu lại một ít về thiết bị để gửi tới toàn thể quý vị những hình ảnh đẹp hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.